Xin chào tất cả các bạn nhé. Đây hôm nay lại mình tiếp tục làm một cái thân nỏ gửi cho bạn ở dưới Điện Biên nhé. Đây là thân nỏ mình làm bằng gỗ hạt dẻ. Gỗ đây thì nói chung là quá chắc rồi đấy các bạn nhé. Đây thì mình cũng lá vẽ lên hình chiếc nỏ này. Thì mình sẽ làm bằng thủ công thôi. Đây mình máy bào máy cắt thì mình không có nên mình sẽ làm bằng cưa tay với lại một cái dao này thôi nhé. Thì các bạn hãy theo dõi mình làm nhé. Đây gần thành hình như thế các bạn nhé. Rồi mình chỉnh sửa thêm nữa xong là mình trà hết phần ngoài này nhé. Thì nó sẽ thành một cái hình khung nỏ nhé.
Thank you.